nếu anh là thính thơm, em sẽ bỏ chồng sắp cưới để theo anh. Wow. Wow. Thương. Đây, có những người mới ở đây thì bạn phải nói rằng là đối với lại những câu chuyện mà nó mang tính chất mà nó nghiệt ngã như thế này thì ở phía bên đây chỉ có duy nhất một nhân vật đủ điều kiện để làm chuyện đó thôi. Đó là à đi. Cái chuyện nó rất là điên ấy thì phải là của Adi đúng không? Đúng đúng. Đúng là như thế. Cái đó là quên nhau quá rồi mà đúng không? Đúng rồi. Mình thả thính thì cũng giống như Alushka ấy, nhưng mà không phải là như thế này mà mình thì tha như này luôn ấy. Là anh dơ hết tài luôn. Tại vì giống Alushka. Ít cá nó cắn ấy nên phải thả nhiều đúng không? À. Nhưng mà lần này thì không phải là mình thả mà mình được thả. Anh được thả thính. Và thực ra là cái thính là người ta ném vào mặt mình luôn. Trước đây mình có một cô bạn ấy là chơi với nhau gần 1 năm mà kiểu là chơi thôi chứ không phải là yêu nhau chính thức. Tại vì ngay từ đầu biết là rất là quý nhau, thương nhau nhưng mà không phải là yêu nhau. Cho nên mình thỏa thuận với nhau là ok mình chơi và mình chơi cho vui thôi. Chơi bằng cách gì á? Chơi gì á? Nhiều cách lắm. Ví dụ là đi ăn với nhau, đi uống với nhau. Đúng không? Ăn nhau. Tùy. Friends with benefits. Yeah. But good friends with benefits. Good, very good friends. Và biết là không nên yêu nhau vì sẽ giết nhau. Thế cuối cùng là kiểu là tính cách ấy giống nhau quá nên cũng phải giữ cái khoảng cách một chút. Nhưng mà cứ chơi với nhau gần 1 năm thì cuối cùng là bạn ấy giới thiệu mình với cả nhóm bạn của bạn ấy. Kiểu là đây là Adi, này là bồ của tao, rồi thế này thế kia, rồi cứ giới thiệu như thế. Tức là trong nhóm bạn của bạn ấy đã có một cô bạn nữa lấy số của mình. Thế là mình tưởng là kiểu là ok, là bạn thân của bạn của mình thì sẽ là bạn thân của mình, nó coi như là bình thường. Anh em mình là một gia đình đúng không? 3 hôm sau, bạn ấy nhắn tin cho mình mà là Adi ơi, nghe nói là Adi đang tìm thêm công việc ấy, làm thêm. Tại là mình đang làm ở một trung tâm Anh văn, thì là Adi có muốn dạy ở đó không? Thì mình bảo, sao lại không, nhưng mà bồ của mình không biết là bạn thân của bồ nhắn tin với mình và cứ kéo mình làm cùng chỗ luôn. Thế là mình bảo nhưng mà ok, coi như là lúc đó mình ngây thơ lắm, non say lắm, thế không mong là mọi thứ sẽ ổn. Thế cuối cùng là mình bảo là ok thì mình sẽ làm thôi. Thế là bạn ấy cứ bảo là ok cứ làm cùng với tớ để mình có thêm thời gian ở bên cạnh nhau và hiểu thêm về nhau. Thấy hơi nguy hiểm rồi. Cái này tha thính rồi đấy. Đây là bạn thân của bồ mình thì chắc chắn là biết mình cũng là bồ của bồ mình đúng không? Thế là kiểu là tất cả mọi người biết nhau và cái tình hình rất là rõ ràng. Bắt đầu làm ở cái chỗ đó làm một thời gian thì là bạn ấy cứ là Adi ơi đi ăn tối với nhau không, Adi ơi đi uống bia với nhau không. Thế là mình cứ thấy hơi kỳ rồi ấy, nên mình cứ né suốt thời gian mình làm ở cái chỗ đó. Bạn ấy cứ luôn luôn là kiểu là nhân mại là chưa có người yêu, độc thân lắm, là buồn lắm, cô đơn lắm, là ôi giời đêm là cứ ôm cây gối mà khóc bởi vì cô đơn quá. Sau đó là mình nghỉ làm ở đó luôn. Thế là 2 tháng sau không gặp nhau, bạn ấy gọi điện cho mình mời mình ăn đám cưới của bạn ấy. Thế mình hỏi là sao? Mới cách đây 2 tháng bảo là chưa có người yêu mà bây giờ bảo là mời lấy mình đi lấy chồng mà mời mình tham gia cái đám cưới ấy. Thế là sao? Thì bạn ấy bảo là tớ này thiệp với bạn, thực ra cách đây nửa năm đã đính hôn xong rồi hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau đó là gặp Adi 2 tháng trước khi lấy chồng, trước khi cưới chính thức. Gặp Adi thích quá và tưởng là Adi cũng sẽ tán mình bởi vì có vẻ như thích mình á. Sau đó là thử một thời gian nhưng mà sau đó là Adi mắc kệ không chơi nữa. Thế thì thôi, coi như là Adi không lấy thì vẫn đi thở chồng cũ, vẫn lấy cái người yêu cũ. Và cuối cùng là không chơi với mình nữa, quay lại với chồng và lấy chồng. Sau đó là mời mình ăn đám cưới của họ. Thật sắc. Wow. Thế thì cho nhưng mà nhưng mà phải công nhận đây, bạn ấy rất là thất thà. Cái đó là phải xác nhận, rất thật thà. Sắp cưới rồi nhưng mà thích Adi hơn. Bạn đó bao nhiêu tuổi?
Lúc đó mình 23 thì bạn ấy là 21, 22 gì đó. Aaron phải biết nha, đấy là ở Hà Nội ấy, 23, 24 ấy thì bố mày sẽ bắt đầu là đã ế rồi đúng mày không? Mày ế quá, lấy thằng nào đi, dẫn thằng nào về nhà giới thiệu với bố mẹ đi, hiểu không? Thì lúc đó là 22 tuổi, bạn ấy đã có cái option coi như là an toàn ấy, là có ông kia. Là cái đấy là cái lựa chọn an toàn, là chắc chắn sẽ có ai lấy và sẽ không bị ế. Nhưng còn mà... mình là cái option. Chị đấy ế. Option cao hơn ấy. Y như trong phim vậy đó. Vân ơi, em có bao giờ có ý định là sẽ đưa cái ý tưởng như trong phim của em không Vân? Trái ngang ha, nhưng mà em sẽ chắc là em sẽ gọt giũa lại cho nó phù hợp hơn. Giờ em sẽ làm như thế nào để được gọt giũa cho nó hay em hơn nè. Quan trọng là cái tên trước đã. Cái phim phải độc đáo trước. Đúng rồi, cái tên trong phim phải độc đáo một xíu, với lại chắc là hành này phim hài được. Ví dụ như là anh ơi em chưa muốn lấy chồng. Đúng, chính xác. Kiểu đó, vậy, kiểu vậy. Cũng được. Không biết là mọi người nghe câu chuyện qua đi xong mọi người thấy như thế nào. Tức anh. Em thấy là em ế rồi đó. Em thấy là em ế rồi đó. Em không có chỗ để em nương tựa. Đúng rồi. Giờ tuổi em, này em 24 rồi anh bảo. Em chưa có chồng nữa. Thì đó. Nhưng mà nó em anh đang kêu em là bình luận về cái tình huống này mà sao chứ em thấy kêu là trong câu chuyện á, cô gái 21 tuổi có hai option rồi là đã bị xác định là ế rồi, còn Tiến Anh bây giờ 24 tuổi rồi. Cái này là Tiến Anh tự cảm thấy là mình bị siêu ế rồi. Siêu ế. Thì đó thì mình đến bên đây hỏi mấy bên đó là gì? Siêu ế. Siêu ế. 21 tuổi. Quá trẻ. Thực ra cái đó em nghĩ là nó thuộc về văn hóa rồi. Và đôi khi là nó cũng là bị áp lực gia đình nữa. Mà chúng ta cũng đã nói về cái câu chuyện văn hóa giữa vùng miền khác nhau, nó rất là rõ ràng là như vậy. Bây giờ mình hỏi cái người mà cái tuổi gần nhất với cái nhân vật trong câu chuyện đi. Mai Bích Trâm. Dạ thưa anh Bảo. Dạ thưa các anh các chị. Anh các chị ơi. Ok em. Dạ em xin được phép trả lời câu hỏi này. Em nghĩ là ai cũng có một quãng trời thanh xuân á, cho nên là mình phải trân trọng. Nó văn chương quá rồi. Dạ em phải nói văn chương như vậy để cho mọi người dễ hiểu. Thì dạ thì mình phải trân trọng cái khoảng thanh xuân đó, tại vì á nếu mà mình qua cái khoảng thanh xuân đó rồi thì mình sẽ không làm được những cái điều mà tuổi trẻ có thể làm, cho nên là theo quan điểm riêng của em là mình sẽ chơi cho đã, giống như Adi chơi với chị kia. Cho nên mình cứ rong chơi, không phải là chơi bời gì hết. Ý em là mình cứ thoải mái trước đã, sau đó thì cái chuyện mà kết hôn hay không thì em nghĩ là tính sau. Riêng đối với gia đình em thì ba mẹ em là rất là tư tưởng là thoải mái, không có như là mình phải 21 hay 22 là mình phải lấy chồng á. Không, anh nghĩ là hai bác không có dám hy vọng gì đâu. Dạ đúng rồi. Sao tội nghiệp con trai nhà người ta đó em. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Trong tình yêu, đứa nào đu dai, đứa đó thắng. Câu đúng này quen quen. Đây là câu chuyện của ai? Dạ của em. Em xin phép được kể câu chuyện của em. Em tới một cái bữa tiệc đó. Thì trong cái bữa tiệc đó là em có biết một cái anh sếp. Thì anh sếp ảnh đi ngang qua cùng với một cái anh nhân viên của ảnh. Qua thì say hello thôi. Thì ảnh giới thiệu cái anh nhân viên của ảnh cho em. Vừa nhìn một cái là em thấy trời ơi ngon quá. Cái gì? Cái người gì mà ngon quá. Ngon quá. Người gì mà trời, giọng nói thì ấm ngọt ngào, rồi cái nói chuyện cũng thông minh mà có duyên nữa. Xong rồi cái em mới nói được, nói chung là chịu. Nói chuyện một hồi nha, nói chuyện kiểu về nghệ thuật rồi về, tại bạn đó là biên kịch. Em cứ thấy bạn nó cứ liếc qua bên này, liếc qua bên này, xong em để ý thì ra là bạn đó đang địa một cái bạn khác. Đó là bạn đó đang kiểu như là đang crush một bạn khác. Và lý do bạn đó tới cái bữa tiệc đó là tại vì bạn đó muốn cưa cẩm cái bạn kia. Xong cái em mới thấy vậy thôi, em cũng kiểu như lùi lại để quan sát. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Thì thấy bạn này với bạn kia kiểu như là lần đầu tiên gặp nhau á, bạn kia thì cũng không có quan tâm bạn này lắm. Sau đó thì là có một cái tiệc after party, là cái tiệc sau cái bữa tiệc tầng 2 đó. Xong rồi các em cũng phải, em đáng lẽ là em đi về nhưng mà em không. Em quyết định là em phải thành cái hư, em sẽ đi tới chỗ đó. Cái em đi tới cái tiệc đó, cái em ngồi, cái bạn nó ngồi bên này thì em ngồi bên này, em giả bộ nói chuyện với sếp của bạn đó. Thế cái em hỏi nhân viên của mày dễ thương thế, và mày kêu nó lại nói chuyện với tao đi. Xong rồi cái nó ok thì ông sếp nó nói tiếng Anh, thì em nghĩ thì I you đấy, anh đó lại nói chuyện với em. Nhưng mà trong cái quá trình mà nói chuyện á, bạn đó chỉ nhắc về cái crush của bạn đó thôi. Đau lòng. Đau lòng lắm. Đâu ở đây này. Dạ.
Xong cái em mới nói thôi bây giờ mà bây giờ bạn nó đang thích quá thì mình phải lùi lại. Cái em lùi lại, em về nhà, em kiếm hết tất cả thông tin của bạn đó, rồi Facebook, rồi Instagram, rồi bạn đó thích cái gì, bạn đó hay like hình ai, bạn thích cái chủ đề gì. Sau đó em mới biết được là bạn đó rất là thân với một cái chị bạn của em. Cái em gọi chị bạn em ra đi ăn ốc. Cái em hỏi là ô chị ơi bây giờ bạn đó làm sao, rồi hỏi thăm các kiểu, em crush bạn đó quá rồi giờ sao chị ơi. Cái chị nói là trời ơi, nó lịch sự với em thôi chứ nó nói chị nó không có thích em. Mạnh mẽ lên. Chết rồi. Mà ôi mọi người nhìn em cũng không đến nổi đâu đúng không? Mà lúc đó là em kiềm chế lắm, em không có tưng tưng như giờ, em cũng rất là như nữa. Cái em mới nói ok, bây giờ thu keo này thì bài keo khác. Em nghĩ là rồi, bây giờ bạn đó thích bạn kia quá, nhưng mà em tin chắc một điều là các bạn nữ đó không thích bạn nam này đâu. Cái em mới kiểu ơ vậy thôi bây giờ tao làm bạn của mày, bạn thân của mày. Thế là ngày ngày em ngồi em chỉ bạn đó cách tán tỉnh bạn kia, rồi em kiểu như lắng nghe câu chuyện của bạn đó, lắng nghe cái kết quả mà cuộc cư cẩm đó. Xong bỗng một ngày đẹp trời tại một nhà hàng No, là nhà hàng mà trong bóng tối á, bạn đó tỏ tình với em. Ồ vậy hả? Dễ thương lắm, có một cái thiệp tức anh làm bạn gái của nha. Xong rồi trong tình yêu là phải dai, dai là mình sẽ thắng. Cái này là phim nè. Trời ơi, mình phải học hỏi chị Đức Anh. Hỏi đi. Không mà thật sự công nhận chưa bao giờ thấy một cô gái nào mà đi cua trai mà đầu tư cái đó. Tìm hiểu thông tin không, đầu tư ơi. Như là một thám tử vậy đó. Bảo nghĩ là rất là nhiều những bạn nữ nha, một khi mà đã thích một chàng trai nào đó rồi là sẽ coi như là có một cái kế hoạch, một cái chiến lược, một cái chiến thuật rất là cụ thể rõ ràng, từng bước để mà làm sao để làm quen được bạn trai đó. Cái này gọi là âm mưu anh à. Cái này gọi là lập kế hoạch chi tiết anh. Đúng rồi. Mình. Thật sự luôn. Đây đa phần là các game phụ nữ Việt Nam đồng ý chuyện này đúng không? Đó bây giờ qua hỏi qua bên đây nè, hỏi đây nè, hỏi Linh nè. À Linh chắc có. Tại sao hỏi Linh? Tức là khi mà có anh nào mà em thích thì em có suy nghĩ kế hoạch để mà tấn công người đó hay không? Khi em thích con trai em làm đó. Gì hả? À, em có cái plan để mà giải khóa hả? Ok. Khi em muốn thả thính con trai hả? Em nghĩ khi em thích con trai em không có sợ nói hey I like you. Rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Em là người straight line. Người ta không có sợ bị đau ở đây nè. Hợp lý. Nè. Không sợ bị đau hả? Lý em không sợ bị đau. Đau. Em có đau nhiều quá rồi. Đau nhiều quá rồi. Ok, cái này cũng hợp lý đâu. Cái cách Lý. Ok. Rồi. Không bao giờ đau nha. Học từ Lý đi. Học từ Lý. Hỏi các bạn nam nè. Hảo Đông, nếu như có một cô gái nào đó mà tấn công Hảo Đông giống như vậy, Hảo Đông sẽ cảm thấy như thế nào? Trời, lúc đấy thì Đông cảm thấy rất là bất ngờ luôn, bởi vì Đông chưa bao giờ được như vậy cả. Từ trước đến nay toàn đi tấn công người ta thôi. À chứ chưa bao giờ được một gái tấn công như vậy? Chưa bao giờ được cái tấn công cả, nhưng mà cũng phải bất ngờ là. Nhưng mà mình muốn hỏi bạn là từ lúc mà bạn tấn công thì lúc bắt đầu mà người ta thích lại bạn là lúc nào? Là lúc mà em làm bạn của bạn đó. Thì ở tư cách làm bạn thì em nói rõ với bạn đó là ê nó nghe này, giờ tao với mày là bạn đi, mày có gì mày cứ tâm sự với tao. Mà trước đó làm bạn được thì phải có cùng một sở thích và chủ đề. Thì đương nhiên là cùng một sở thích một câu chuyện thì dễ nói chuyện với nhau hơn. Thì em ngồi lắng nghe bạn đó, ngồi lắng nghe thôi, đơn giản là ngồi lắng nghe thôi. Từ từ thì bạn thấy là tại sao kế bên mình có một cô gái tốt đẹp như vậy mà mình lại crush một người khác. Wow. Là chúng mình crush em. Wow. Đúng là mỹ nhân kế. Bây giờ được rồi, muốn nói gì thì nói, đăng thì sao? Mình cũng nhát á. Mình cũng rất là nhát gái. Nhưng mà bị tấn công thì như thế nào? Đúng rồi, rất là thường xuyên bị tấn công. Thường đa số là đăng có hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là rất là nghiêm túc, rất là serious, rất là đơ đó. Mình làm việc á, mình rất là nghiêm túc với công việc, cho nên có nhiều bạn thì mình làm chung á thì bạn nó hay thả thính này kia, thì nhưng mà mình sẽ bị miễn nhiễm với lại thính. Nhưng mà đặc biệt có một bạn mà rất là ấn tượng tới bây giờ luôn, cũng là bạn gái hiện tại của mình á, thì cũng rất là, bạn đó là có kế hoạch rất là chi tiết. Quen một thời gian rồi bạn nó mới nói là hồi xưa là em coi rất là kỹ cái tính cách của anh, thậm chí em lên mạng em tìm luôn cái cung của anh là cung Kim Ngưu. Cung Kim Ngưu thì đã phải có cái này. Nhiều quá hả? Kim Ngưu luôn hả? Rồi anh thích màu gì, rồi cái tính tình anh phải như sao. Tới bây giờ em mới thú nhận, lúc đó mình mới biết luôn á. Thì mới biết là thay ra mình là một cái nạn nhân của một kế hoạch rất là
thâm sâu. Anh đang có cảm thấy là giống như người con gái đó đang lừa mình không? Cũng không lừa, thì cái đấy hay không là cái quyết định của mình. Ừ. Nhưng mà quan trọng đó, khi mà mình quen người đó rồi, mình thấy thật sự cái con người của người đó, yêu mà thật lòng là được. Thì liệu mình thích hay không? Không, không, em ơi, Đăng nói về bạn gái của Đăng nhé. Cái này là không, đấy, em cười. Sao rồi Tuyết Anh? Tuyết Anh đang tự tìm cho mình một câu trả lời của người con trai ấy. Không phải ai cũng vậy đâu Tuyết Anh à. Không, nhưng mà đây là một cái hoạch rất là hay. Mưa dầm thấm lâu. Nếu như mà ai mà lỡ như gặp người mình thích lúc đầu mà người ta chưa thích mình thì thôi cứ từ từ mà tấn tới, nhưng mà nhớ nghiên cứu đối phương thiệt là kỹ vô. Ok, chúc mừng Tuyết Anh.